Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu hai nhân vật và là hai sự kỳ duyên. Vâng, bác Nguyễn Văn Miền là khán giả của Win Win Việt Nam. Và qua kênh Win Win Việt Nam thì bác đã nhận ra người đồng đội của mình mà cũng khá lâu rồi bác chưa gặp. Chúng tôi kết nối và đến với bác Miền hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi chúng tôi đang bắt máy và chuẩn bị làm việc thì một người đồng đội của bác xuất hiện, bác Nguyễn và bác Phạm Minh Tuấn. Vâng, bác Phạm Minh Tuấn thì đi xe máy qua và dừng lại ghé thăm ông bạn già và chúng tôi có buổi nói chuyện hôm nay. Trước hết thì xin cảm ơn hai bác. Mặc dù là bác Miền thì có hẹn trước, bác Tuấn thì không, nhưng các bác cũng đã rất là nhiệt tình và tham gia chương trình. Và câu hỏi đầu tiên mà em muốn dành cho bác Tuấn, xin lỗi bác Miền, vâng, là bác có thể cho biết hôm nay bác đang có chương trình đi đâu không ạ? À, hôm nay thì thứ nhất là tôi hàng tháng thì có đi lãnh thuốc cao huyết áp thì mới lãnh ở bệnh viện ra thì hàng tháng thì mỗi lần anh em gặp nhau là hai lần, tức là cái kỳ mà đi lãnh thuốc hoặc kỳ đi lãnh lương hưu cũng vậy thôi. Tức là các cụ vẫn đi lĩnh lương hưu ở phường? Dạ, vẫn đi lĩnh lương hưu. Chứ không lĩnh bằng thẻ? Dạ không. À dạ, vâng, rất là cảm ơn bác. Và nhân đi qua đây thì rẽ vào. Dạ. Và chúng ta có buổi hôm nay. Dạ, và dạ. Bây giờ thì cũng với xin được nói rõ với bác là chúng ta đang lên hình. Và đây là kênh Win Win Việt Nam. Và chương trình này là chương trình nói về những người lính. Vâng. Xin chào bác Nguyễn Văn Miền. Vâng, bác xem Win Win Việt Nam lâu chưa bác? Tôi xem Win Win Việt Nam cũng hơn một năm này. Thế ạ? Dạ. Và sau này thì chút nữa thì cũng rất là muốn được bác góp ý thêm để đóng góp cho kênh, xem là có những cái gì đó mà cần phải rút kinh nghiệm. Còn bây giờ thì vào nội dung chính của chúng ta, xin giới thiệu với các bạn hai người cựu chiến binh ở bên cạnh tôi đây, bác Miền và bác Tuấn là hai cựu chiến binh của đặc công. Và thực sự thì trước cái chương trình này cho đến giờ phút này thì tôi thực sự chưa biết hai bác là làm gì, công tác gì trong cái đơn vị đặc công. Và để dành không những cho các bạn mà cả cho chính tôi nữa những cái cảm xúc của ban đầu, xin mời các bác hãy giới thiệu về mình, về đơn vị của mình, về công việc của mình và những điều gì mà các bác cho là tâm huyết nhất. Tôi là Nguyễn Văn Miền. Trước đây khi huấn luyện ở tôi huấn luyện ở đoàn đặc công của 305, sau đó biệt phái sang bên thành lập hai tiểu đoàn của tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 2 của 320B huấn luyện ở Hòa Bình. Đến sau đó thì là đi B vào Nam thì mấy cái đoàn đó là 2042, biệt hiệu của cái đoàn 2042. Thì tiểu đoàn tôi đi 5 tiểu đoàn, chúng tôi là tiểu đoàn 4 thì có 5 đại đội. Thì hai đại đội thì gửi ở đường 9 xuống sang đường 9 năm nào. Và một đại đội thì về miền Đông là đại đội 2. Đại đội 1 và đại đội 3. Đại đội 1, đại đội 2 thì về đường 9 năm Lào. Đại đội 2, 3 thì về miền Đông. Đại đội 4 tôi thì về Sài Gòn Gia Định. Còn một đại đội 5, đại đội 5 hay đại đội 3 gì đấy tôi không nhớ lắm, thì về Công Ông Thòm. Tức là đi trên sông Mê Công rồi đi thẳng. Chúng tôi thì rẽ về Công Ông Tràm. Thế và về Sài Gòn Gia Định. Thì cái đại đội tôi thì sốt rét cũng nhiều. Thành ra là nó lai đại đội đặc công chỉ có 80 người. Thì vào đến trong đến gần giáp Tây Ninh chỗ phủ sông Công Ông Tràm thì chỉ còn lại khoảng chừng 40. 40 thì sốt rét cũng nhiều. Thế thì lúc đó bổ sung đồng chí Tuấn này y tá về. À, như vậy thì y tá của chúng tôi là sốt rét. À. Đó là đồng chí Thăng sốt rét. Rồi với đại đội trưởng, đại đội phó của tôi là anh Thủ dân Hải Dương cũng sốt rét ở trạm 90 95 nhỉ 90, trong thủ theo kịp mình 90 đó. Trong thì bắt đầu là không có y tá,
lên sông Mekong vào cái giường gai đó thì không có y tá, thì bắt đầu mới bổ sung đồng chí Tuấn để về chỗ đó, y tá ngã tư Đầm Bé Tham Mây à, thì chỉ có chỉ khoảng còn lại khoảng chừng chưa tới 30 thì bắt đầu cứ hành quân tiếp và cứ đi tiếp, thì giao ra Sài Gòn gia đình tiếp nhận từ tôi đấy, thế thì về cho tới giáp Tây Ninh, tức là bên kia sông Bằng Cỏ đấy, bên kia đất Campuchia, thì chờ đấy huấn luyện, chờ quân dồn về, tức là sốt rét những người thu dung đó dồn lại, thì tất cả nó ở đấy thì cũng đông, nhưng mà chúng tôi thì đại đội bên vị chúng tôi thì ít, nhưng mà các tiểu đoàn khác thì rất đông ở gần cái con sông Cây Dầu, sông Cây Dầu ở thị trấn Cây Dầu, bộ binh cũng rất đông dồn về đấy, thì nó thuộc về lúc đó là cái Sài Gòn gia đình, thuộc về ông Ba Đặng, lúc đó là Trần Hải Phụng là chỉ huy cái Sài Gòn gia đình. Thế sau đó thì bắt đầu là bổ sung gom lại được một số, thì bắt đầu chia ra làm 3 tốp. Thì cái tốp tụi tôi lúc đó là G 15 để tính đi về Củ Chi. Gò Vấp, đi Gò Vấp. Thế nhưng mà mới đi được 1-2 ngày thì có hơn 10 người thì quay trở lại chờ bắt đầu là nhận lệnh về Bình Chánh. Đấy. Thì về Bình Chánh thì có một, nó chỉ một tốp thôi. Đấy, cái tốp của tụi tôi, cái tiểu đội tôi thì là có khoảng chừng 6 người, 7 người. Còn một tốp đi sau nữa thì về Tân Bình. Đó là của bên Đặc Công đấy. Thế còn một tốp nữa thì ở lại sau. Và sau đó thì sẽ về cánh Nam Bình Chánh. Tức là Hưng Long, Đặc Nam Bình Chánh, tức là Nam Lộ 4 này, Quốc Lộ 4 này. Đấy thì là cái có 3 tốp đấy thôi. Mỗi tốp chừng hơn chưa tới 10 người. Thì về tôi về đến đất Bình Chánh là về Tân Nhật. Và được 3 ngày. Thì chỉ còn lại có 6-7 người thôi. Thì 6-7 người bắt đầu là được lệnh là về Tân Kiên. Đấy, về Tân Kiên bây giờ nó là thành cách đây khoảng hơn 1 cây số. Nó gần bót Tây Trung. Vẫn bót Bà Bộ và bót Mỹ Phú, nó 3 bót nằm giữa chúng tôi ở giữa. Và ở đó, xong đó rồi bắt đầu chúng tôi được phân về. Sau đó nó thành lập một cái F-40. Thì lúc đó người thì không có, nhưng mà các ông đưa lên một cái F rất là lớn. Nhưng thực chất không có quân. Đấy, thì nó mang tiếng một đại đội, chỉ có một đại đội, mà đại đội thiếu, chỉ có hơn 20. Nhưng mà để một cái là F-40 cả. Đấy. Thành ra là lính nó khi phát hiện được thì nó cũng quay dữ lắm, thì tụi tôi phải ở tản ra. Thì về đây thì dân thì lúc đầu không biết dân. Đấy. Thành ra là ở rất là kỹ, nhưng mà nói chung là Gò Ghiếc nó địa hình thì mình không dành, rất sát Sài Gòn ngay đây thôi. Thế thành ra là ở rất là kỹ càng, nhưng mà dân người ta rất là thính, người ta phát hiện. Thì sau này thì một số cơ sở gặp xã thì người ta cũng báo cho là có bộ đội về. Thì lúc đó là bắt đầu mới tìm kiếm những cái gò nào cao, kín đáo, bắt đầu mới ở dưới. Trước thì cứ ở 3 cái dạch thôi. Sáng đêm làm nước nó đầy lưng, nước lên nước xuống. Đấy là cái lịch sử mà tụi tôi về Bình Chánh. Khi mà bác nói cái địa điểm đóng quân ấy thì em thấy nó rất là gần Sài Gòn. Đúng vậy, rất gần. Và thậm chí có một lúc bác nói là mình nằm giữa của 3 cái bốt. 3 bốt. Hiện bây giờ vẫn còn, nhưng mà 3 bốt thì bây giờ nó làm 3 cái cầu. Rồi với cái bốt Mỹ Phú, bốt Bà Bộ và bốt Cây Trung. Tôi nằm ở gác sát bốt Cây Trung. Bây giờ nó cho lò mổ đấy. Đấy. Bây giờ nó có cái cứ ở chỗ... Cứ chỗ cây me mà của nhà ông Mười Hải đó, cây me đó thì lại cũng gần nhưng mà xa. Cây Trung á, gần Cây Trung. Còn cái bót, còn cái đồn ở chỗ Bà Bộ là cái cứ chỗ Bà Bộ, tức là cái cứ Châm Bầu của tôi á, ở mấy kênh 6 bây giờ nè, thì còn gần bót Bà Bộ, tức là cách có 500 mét thôi. Cứ Châm Bầu thì đi đường, tức là cái cứ của tôi ở đi bộ với bót Bà Bộ đi, chỉ cách có 500 mét thôi, đi lên vẫn được đấy. Thì là nó đã thường đêm á, có khi nó hứng, nó nhậu, nó bắn M79 ra là ngay bếp của tôi. Thế thì bắt đầu là tụi tôi sáng ngày hôm sau, đêm đó, đêm sau tụi tôi ra gài tránh bịt ngay cửa bót, cảnh cáo, thế nó im.
Thì Tết á, thì mình nhậu á, thì bên đó nhậu nó cũng la vì nó có trại giao binh. La ó ôm sùm trẻ con khóc thì mình bên đây cũng nhậu ôm sùm, nó biết nhau nhưng không làm gì được. Bởi mình cũng gài mìn, nó biết nhưng nó không dám làm nữa. Tức là mình ở cái thế cài răng lược, tránh phi pháo. Cho nên tụi tôi đã ở toàn thế cài răng lược hết. Bót đâu mình bám đó. Đấy là giai đoạn vào khoảng những năm bao nhiêu ạ? 71, cuối 71. Cuối 71 đã cài 72, răng 72, 72, 72. 71, chính, 71, 72, 72, 72, 72, 72. Chính thức là cuối năm 72. Tháng 10, 72 mới xuống rồi bác. Đó, thằng này nó nhớ nè. Không, bây giờ này em dính chính vậy nè. Lúc ông xuống sau. Không, chính thức bác đi đầu tiên là tháng 10, 72 là bác đơn vị đầu tiên, xuống đầu tiên. Bác nhớ là tháng 4 là mình ở chỗ ngã tư nước đá, chỗ đầm bé Tham Mây đó. Một đường là đi xuống Mi Mốt, một đường là về chỗ Địa Gai thì mình xuống tới H5. Bác nói cái chỗ cây dầu xong đó là chỗ ông Sầm là người Hải Phòng. Sĩ quan rất trẻ, rất đẹp trai. Giờ đó chúng tôi huấn luyện ở cây dầu thì đúng như bác nói là bên đơn vị nhập với cái gì, cái Z60 là một đơn vị bộ binh là chống phá Bình Định. Tức là hồi đó nó Bình Định nó có một cái đơn vị của chế độ cũ, nó huấn luyện những người rất đẹp trai, ăn nói rất hay để đi về, nó hồi đó nó gọi là đi gọi là o mèo mà để đi chiêu dụ mấy vợ của ông Việt Cộng đó. Hồi đó người nó nói vậy đó, Phùng Hoàng đó. Đó Phùng Hoàng với Thiên Nga là hai Thiên Nga là nữ thì có một cái này ấy, thì nó đi dụ mấy cái người vợ của những người theo cách mạng đó. Thì cái Z60 đó là một đơn vị nó huấn luyện ngoài Bắc chuyên đi chống phá Bình Định thôi, nó không đánh nhau, nó chỉ đi nó làm sao tiếp xúc với dân để nó thuyết phục làm sao để cho những người dân hiểu được cái đơn vị là chống phá của nó. Mặc đồ đen, nó rất đẹp trai mà nói rất hay đó, thì sát nhập với đơn vị đó nó thành G15. Rồi tháng 10 rồi mới thành lập cái F40 đó. Thì gọi là F, người ta tưởng sư đoàn nhưng thực ra là có trăm người à, chứ không có nhiều đó. Thì mới xuống tới Chùa Cốc, một bộ phận đi trước là bác đi trước đó. Thì bác đi trước bác lọt cái bộ phận thứ hai, nó chỗ Tây Sài Gòn Bình Chánh mà có một sư đoàn. Thế nó vì cha không phải thì nó mới mang quân lên Ba Thu nó đánh. Thì cái thằng gì người Thái Bình nó xin lỗi, nó bị thương. Tôi đi giờ thì nó đánh mỏ vẹt. Nó bị thương á, là nó xin lỗi là nó thả một cái trái ra nắng. Thì ông này ông mất cái dương vật luôn. Tôi là người cấp cứu mà. Tức là cái dương vật nó bằng như người Bắc, cái mấu tre á, là nó phẳng bằng luôn. Nó không còn cái gì nữa. Xong rồi tôi cấp cứu mới đưa lên chỗ của Chi là xong rồi là đi không được mới dừng lại. Dừng lại ở chỗ Chùa Cốc là bác xuống trước. Thì xong một mấy tháng sau thì từ từ mới xuống. Đó là tháng chính thức là tháng 10 năm 72 xuống, thì bác xuống chuẩn bị cắm cờ đó. Đánh nhau ở Chùa Cốc, đánh nhau trên đó tôi đúng rồi. Tôi xuống cái này thì chính thức là tháng 10 năm 71 chứ năm 72 xin lỗi, năm 72. Tức là cái lực lượng mà bác nói, lực lượng áo đen mà rất đẹp trai ấy, thì nó của chế độ cũ. Vâng, theo em hiểu đấy hình như là gọi là Phượng xây Hoàng. Dựng. À đúng rồi. Xây dựng nông thôn mà. Xây dựng nông thôn đúng rồi. Vâng. Nó là xây dựng nông thôn. Nó lực lượng Phượng Hoàng. Vâng. Và Phượng Hoàng Thiên Nga nó ai cũng được. Thì đấy, thằng Phượng Hoàng này nó chuyên môn đi ám sát rồi nó phá hoại, nó là chia rẽ tổng lượng, nó là Phượng Hoàng. Nó chủ yếu là đi nuôi kéo vợ mấy ông theo cách mạng. Nó cũng là nằm trong cái chương trình phá hoại địa định của nó. Mình đại dạng nó là Bình Định nông thôn á. Mình đại dạng là chống phá nó. Mình thì có một cái đơn vị Z60 là đi gọi là chống phá Bình Định. Thì bên tụi nó là Bình Định, thì tụi mình là bên mình nó có là Z60 là chống phá Bình Định. Đúng danh từ nó là vậy đó. Như vậy là qua cái câu chuyện của hai bác thì em biết bác Miền, bác Tuấn là y tá. Dạ. Thế và em cũng muốn biết là vai trò của các bác trong đơn vị thì là làm gì ạ? Y tá thì là dành cho bị thương rồi. Dạ, dạ. Thế nhưng mà vẫn phải thường xuyên đi theo đơn vị. Đi chứ. Dạ, cũng bình thường. Dạ. Bệnh của này khác là phải đi theo hết. Thế như bác Miền thì bác làm gì ạ? Tôi thì là lúc đó tôi là tiểu đội trưởng. Chuyên đi tới nhau. À, chỉ có anh nhau. Chuyên đi tới nhau. Chỉ lấy nhau tiểu đội trưởng. Thì tiểu đội trưởng từ ngoài Bắc nhưng mà vào đây vẫn tiểu trưởng. Thế rồi là về đến Bình Chánh đây cũng là sau này làm phân đội trưởng, nó không có trung đội. Đấy. Thì bởi vì nó quá ít quân, và du kích thì ít.
địa phương xã thì lúc đó họ sau mẫu thân họ rút đi nhiều lắm rồi, họ trốn, họ trở về trong trong mặt mà mặt hết rồi. Bắt đầu tụi tôi về đây bắt đầu mới gầy dựng lại, bắt đầu về trong nội thành, về trong giáp nội thành là móc nối ra cõng cõng ra, thế rồi bắt đầu gầy gần du kích đó. Móc nối rồi bắt đầu làm sao để cho dư dẫn du kích ra cho địa phương. Thành ra là có những cái tour, có những cái đồn tụi tôi đánh đi đánh lại nhiều lần để mà bắt, để mà sẵn đó sẵn đà đó bắt du kích ra luôn đó. Người theo cũng được, người không theo cũng được, bởi vì nếu mà theo đi hợp đi trốn đi thì nó sẽ làm khó gia đình họ, thành ra cho họ vào nhân dân tự vệ. Đấy, cơ sở gài họ vào nhân dân tự vệ xong rồi chúng tôi đến đánh, họ báo tụi tôi đến đánh hốt luôn mà đi. Xong rồi là lọc ra thế toàn thanh niên không thì bắt đầu mới cho đi học, còn số nào giờ lại du kích địa phương, đào tạo những cái du kích cho địa phương. Rồi thậm chí lúc chưa có thì chúng tôi về làm du kích, tức là một tiểu đội có thể về làm một du kích một xã toàn Bắc không. Thế rồi có các bộ phận thì sẽ đưa về làm là liên lạc cho bí thư chủ tịch xã, đưa đặc công xuống về làm bí thư chủ tịch xã, về làm thế ba bảo vệ cho bí thư chủ tịch xã đấy, liên lạc đấy. Thế có khi là chỉ có như là An Lạc, hồi đó An Lạc đây này, An Lạc cho xã cảng này thì chỉ có một ông sóc xã thôi, là ông bí thư ra vào tận Phú Định móc ông già cõng ông già, ông dưới hầm ông ho ông đi không được, cõng già rồi bắt đầu là giao cho Định là lính của tôi từ Bắc. Dạ, ông Pháp cũng Định, anh thà nó chết à. Thì là giao cho Định mấy ông sáu xã, hai thầy trò, một chuồng, một khạp, một nước, một can, cứ thế bông bênh. Đập căn cứ cho hai thầy trò, rồi ông móc nối cơ sở ra của An Lạc. Đấy. Thế thì Tân Tạo này thì lúc đó sau này đưa thằng Kiệm, Bùi Kiệm, Thanh Hóa về. Với ông Tư Duyên, cái bí thư chủ tịch xã An Tạo này. Tư Duyên là người tại chỗ. Tại chỗ. Với lại cha Úc Đào ở xã này. Úc Đào. Cái xã này này, tại chỗ. Thì đưa Bùi Kiệm. Bùi Kiệm tôi không nhớ, tôi hay đặt nó Bùi Kiệm. Đó là dân Thanh Hóa về làm đây. Thế còn đâu ở chân Vĩnh Lộc thì lúc đó đưa ông Khải về. Vĩnh Lộc với Bình Nhưng Hòa thời đó nó thuộc Tân Bình chứ nó không thuộc Bình Tây. Nhưng mà cùng đơn vị mà tôi nhưng mà chuyển thì Khải, Bùi Khải là cũng lính tôi thì đưa về với chị Bà Thu, bí thư của Vĩnh Lộc về là liên lạc cho chị. Thế còn tụi tôi thì là lính của huyện, tức là bổ sung về là bộ đội huyện thì lúc đó nó còn một số anh em vào trước tôi. Thế rồi bắt đầu gom lại, thành ra hai phân đội. Thì tôi một phân đội, và đằng kia lúc đó là chín ngón một phân đội. Chín ngón giờ cũng mất rồi. Chín ngón vừa mới chết cách đây chưa đầy năm. Thế là một phân đội, thì hai phân đội thì ở thành ra sáu nơi. Phân đội đằng đó là phụ trách 4-5 xã đằng đó. Phân đội tôi phụ trách 3-4 xã đằng này. Tức là Tân Kiên, Tân Tạo, An Lạc, Bình Chí Đông. Thì nằm ở cái chỗ ngoài cứ cầu thang chỗ bà bộ đây. Thì ở thành ở ra nhiều đoạn. Ở nhiều khúc chia ra 4 người một chỗ, 4 người một chỗ. Chứ còn hơn chục người không. Thì sau này thì cứ bổ sung thêm anh em vào. Sau này họ bắt đầu ở trên lại cứ bổ sung về lại bổ sung vào thêm tăng lên, nó dần nó đông lên. Đấy là cái bộ đội huyện bắt đầu đông lên. Chứ còn trước thì rất là ít. Thế thì nhiệm vụ đánh thì không có đánh lớn, chúng tôi thì không có đánh lớn. Đấy, quân đâu mà đánh lớn, mà ở cái vùng lõm như thế này là ra beo này làm sao đánh lớn được, đánh lớn là chết. Thành ra là chỉ có đánh nhỏ, chống, phá, khuấy, quậy. Thế rồi. Thậm chí đâm vào, ví dụ có chiến dịch lớn ở đâu á, thì ở dưới này có lệnh là chúng tôi đi khuấy phá bên trong. Khuấy sát nội đô, hoặc có thể quậy vào trong, đánh đồn, đánh mốt, đánh cho nó không có rời tay ở cái khu vực. Vùng 3 này, vùng Sài Gòn Định này, nó không cho nơi lỏng được. Đấy. Đánh hưởng ứng. Cứ thế đó, đánh hưởng ứng là giữ chân nó. Mà đánh cũng điều tí tối thì mà mùa trăng sáng á, thì bắt đầu là chuẩn bị đi gần cuối trăng thì đi đồng yên.
Điều nghiên xong về bắt đầu là lên kế hoạch con đánh. Những đánh nhỏ lẻ chứ có khi đánh hai đồn một nơi cùng một giờ, nhưng mà chỉ mỗi một đồn, mỗi một bộ phận đánh chỉ khoảng chục thôi, chục người thôi. Cái đánh nhỏ để quậy phá mà. Câu chuyện của Bắc Miền ấy thì khiến em có một cái nhìn nhận về bộ đội đặc công ở một cái góc hoàn toàn mới lạ. Nó khác, dạ, hoàn toàn. Dạ. Vì là... Nó không phải là chủ lực, tôi là chủ lực nhưng mà về địa phương. Dạ. Về làm du kích. Tức là các bác là giống như là gọi là giống như Việt Nam Cộng Hòa, người ta gọi là mình là Việt Cộng nằm vùng. Đúng, đúng rồi đó. Đúng, đúng, như đúng, vậy. Đúng chính xác đó. Là làm vùng. Đúng rồi, chính xác. Ông Việt Cộng nằm vùng. Về làm du kích xã. Không chỉ là biết là thuyết phục vận động bà con, mà còn biết một số những cái chiến thuật giống như là đặc công. Vâng, đấy. Không phải giống như mà chính là đặc chính công. Chính là đặc công. Vâng, cũng đúng là rất mà là theo yêu cầu của từng địa phương. Dạ. Tuy là tụi tôi bộ đội của huyện thì theo yêu cầu địa phương. Ví dụ Bình Trị Đông này, Bình Trị Đông hồi đó nó lớn lắm, bây giờ nó chia làm ba đấy. Thì giờ nếu như là lúc đó có ý kiến của chị Hai Khởi á, hay là Năm Hồng lúc đó là Năm Hồng là con gái nhá, mà xã đội trưởng nhá. Còn chị Hai Khởi là bí thư nhá, mà chỉ có hai người thôi, con gái thôi, là của Bình Trị. Thì chị Hai Khởi chỉ yêu cầu là tụi bay vào giúp tao cái này, thì là bắt đầu tụi tôi đi. Đấy. Thế thì ngày nào đó là chị quá mới hiểu hết, chị báo cơ sở đốt đèn kiểu gì, ấp hai chỗ bên giờ bên đường trên này nè, đấy, gần Phú Lâm á, thế là có ám hiệu đèn tụi tôi vào. Thế chị cũng báo cơ sở hết, nào gạo tóc đồ ăn nổi hết cho chúng nó. Thế thì đây giúp cho địa phương xong cái bắt đầu ra, là bắt đầu đến chỗ nào đó nó bắt đầu là cứ mỗi bao có sẵn cái vác ra, vác cái qua quốc lộ 1 này nè, nằm đó nghỉ chán rồi bắt đầu về trong kìa. Đấy. Cái ăn thì em biết là dựa vào nhân dân rồi, nhân dân cung cấp. Nhưng còn cái chỗ ở thì ví dụ như trước đây trong đầu em thì em hình tượng là mình có một cái căn cứ, mà bên phía chế độ cũ gọi là rừng ấy. Và bà con mình cũng nói là nhảy núi rồi lên rừng. Thế thì trong đấy thì là nó là cái khu căn cứ thì nó rất là đông, rồi cũng có những cái hệ thống tổ chức. Thế nhưng như các bác mà nằm ở cái gọi là vùng lõm hay là Gia Beo ấy, thì em không hiểu là mình ở như thế nào, có nhà không? Thì cái căn ở Bình Chánh này, cái vùng trắng tức là vùng Vườn Thơm, Lý Mạnh là vùng đó là oanh tạc tự do, giáp với Long An, giáp với lại Long An. Thì vùng đó nó còn trồn râm cái dân hết rồi, chỉ có dân đi trải lưới hay là đi làm cho xong rồi về thôi, là nó quản lý. Thành ra nó vùng anh ta tự do, thì lúc chỗ đó là có thể là nhiều căn cứ đông. Ví dụ nhất là từ bắt đầu từ sông Bình Điền chạy ngược lên cho tới Thủ Sáng Mãi. Thì tổ hai bên đó là hai những cái răng lá dày, những cái địa hình nó dày. Ngày xưa là nhà của họ, của dân, nhưng giờ họ nó gom hết lại. Thì bây giờ mình về đó những cái gò nào cao, gập dạp thì mình lập căn cứ. Thế lập căn cứ đó thì cũng lấy gạch của tài dân ở nền của họ đấy ra lót, thế rồi bắt đầu cũng làm lán. Nhưng mà với điều kiện là trên phải kín, sắt sông, rồi bắt đầu mua xuồng, nhờ dân mua xuồng cho chạy đi, chỉ có xuồng bơi thôi. Thế rồi giờ ở trên vùng kênh sáng từ đó đi lên thì là hai bên thì nhiều hơn, có quân y, có là quân khí, có giao liên.